Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn ngữ văn lớp 8 Trước khi bước vào bài học, mời các em lắng nghe một bài thơ Và hãy chú ý tới những chữ được viết in hoa nhé Trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng Trong chữ vững vẫn còn dấu ngã Trong chữ hiểu vẫn có dấu hỏi Trong chữ xấu vẫn còn nguyên dấu sắc Chữ thẳng vẫn có nét cong từ bài thơ này, chúng ta thấy tưởng chừng mọi thứ tách bạch riêng biệt với nhau, nhưng ở một phương diện nào đó nó lại có sự kết nối với nhau. Trong văn bản tự sự cũng vậy, các yếu tố miêu tả, biểu cảm cũng xuất hiện và luôn đan xen hỗ trợ nhau làm nổi bật chủ đề của văn bản. Vậy làm thế nào để có thể kết hợp các yếu tố ấy một cách hài hòa hợp lý trong văn bản? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua tiết học ngày hôm nay Tiết 20 Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự Một là mã Sự kết hợp các yếu tố Kể, tả và biểu lộ tình cảm trong bài văn tự sự Một nhỏ Tìm hiểu ví dụ Sách giáo khoa trang 72 đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. Xe chạy chậm chậm, mẹ tôi cầm nón vẫy tôi. Vài giây sau, tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, chán đẫm mồ hôi. Và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi. Thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo con nín đi, mợ đã về với các con rồi mà. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi, rồi sắp nách tôi lên xe. Đến bấy giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còn cõi sơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thỏ còn sung túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngã vào cánh tay mẹ tôi. Tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi, bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng từ ngã tư đầu trường học về đến nhà tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ tôi những câu gì nguyên hồng những ngày thơ ấu. Các em hãy trả lời câu hỏi, đoạn trích trên kể lại những sự việc gì? Sự việc lớn trong đoạn trích là kể lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động của tôi với người mẹ lâu ngày xa cách. Đây là sự việc bao trùm trong đoạn trích. để tạo thành sự việc lớn đó có sáu sự việc nhỏ đã diễn ra. Sự việc thứ nhất, mẹ vẫy tay tôi, tôi chạy theo xe chở mẹ. Mẹ kéo tôi lên xe, xoa đầu tôi, tôi hòa khóc. Mẹ tôi sụt sùi theo. Cuối cùng mẹ thấm nước mắt bế tôi lên xe. Tôi ngồi trong lòng mẹ. Theo em, đoạn văn có chỉ ra mức độ sự việc, tính chất sự việc, tính chất hành động của nhân vật hay không? Có đấy, đó những yếu tố miêu tả, biểu cảm thường chỉ mức độ, tính chất, màu sắc của sự việc, hành động và nhân vật. Em hãy xác định yếu tố miêu tả, biểu cảm trong đoạn văn ta nhận thấy trong đoạn văn có những yếu tố miêu tả sau: tôi thở hồng học, chán đẫm mồ hôi và khi chèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi không còn cõi sơ xác quá, gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịt làm nổi bật màu hồng của hai gò má. yếu tố biểu cảm hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc. Chi tiết này thể hiện sự suy nghĩ của nhân vật. Tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi, bỗng lại mơn man khắp da thịt hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. Đó là sự cảm nhận của nhân vật. Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp vào bầu sữa nóng của người mẹ để làm để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rô mở sống lưng cho mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Đây là câu mà nhân vật tôi phát biểu cảm tưởng. Vậy, nếu bỏ các yếu tố miêu tả biểu cảm trong đoạn văn thì đoạn văn này sẽ như thế nào? Lúc đó đoạn văn sẽ trở nên khô khan, không gây xúc động lòng người. Còn nếu bỏ yếu tố tự sự đi thì đoạn văn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Đoạn văn sẽ không có sự việc, không có nhân vật sẽ trở thành đoạn văn lan man không có chuyện vì các yếu tố miêu tả, biểu cảm phải bám vào sự việc và nhân vật mới phát triển được. Vậy, các yếu tố miêu tả, biểu cảm có tác dụng gì trong bài văn, đoạn văn tự sự? Khi có sự kết hợp giữa các yếu tố đó, đoạn văn sẽ trở nên hấp dẫn, sinh động, buộc ta phải, người đọc phải suy nghĩ, phần ghi nhớ. Hai nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 74. Trong văn bản tự sự, rất ít khi tác giả chỉ thuần kể người, kể việc mà khi kể thường đan xen các yếu tố miêu tả và biểu cảm. Các yếu tố miêu tả và biểu cảm làm cho việc kể chuyện sinh động và sâu sắc hơn. Hai la mã luyện tập bài 1, sách giáo khoa trang 74. Em hãy tìm một số đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm trong một số văn bản đã học, phân tích giá trị của các yếu tố đó. Chúng ta tìm được đoạn văn sau, trích trong văn bản Lão Hạc của Nam Cao. Tôi sòng sọc chạy vào, Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo sọc sạch, hai mắt long sòng sọc, lão chu chéo bụt bọt mép sùi ra khắp người chóp chóp lại bị giật mạnh một cái nảy lên hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão lão vật vã đến 2 giờ đồng hồ rồi mới chết cái chết thật là dữ dội chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy chỉ có tôi và với binh tư hiểu trích lão hạc nam cao những chi tiết miêu tả trong đoạn văn đó là lão hạc đang vật vã ở trên giường đầu tóc rũ rượi quần áo sọc sạch hai mắt long sòng sọc lão chu chéo bọt mép sùi ra khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái nảy lên chi tiết biểu cảm đó là cái chết thật là dữ dội đau đớn bất thình lình tác dụng làm cho việc kể về cái chết của lão hạc trở nên sinh động chân thực như hiện ra trước mắt người đọc ông giáo bị ám ảnh và day dứt về cái chết đó muốn truyền cảm xúc ấy cho người đọc người nghe đoạn văn tự sự trở nên sâu sắc thấm đẫm tinh thần nhân đạo của nhà văn đoạn văn thứ hai rồi chị túm lấy cổ hắn ấn dúi ra cửa sức lẻo khỏe của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền hắn ngã trọng quèo trên mặt đất miệng vẫn nham nhảm thét chói vợ chồng kẻ thiếu sưu. người nhà lý trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy trực đánh chị dậu nhanh như cắt chị dậu nắm ngay được gậy của hắn hai người giằng co nhau du đẩy nhau rồi ai nấy đều buông gậy ra áp vào vật nhau hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng hầu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọn. Hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. Trích tức bước, tức nước, vỡ bờ, nam cao. Những chi tiết miêu tả đó là túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khỏe của anh chàng nghiện người đàn bà lực điền hắn ngã chọng quèo trên mặt đất sấn sổ bước đến giơ gậy trực đánh nhanh như cắt rằng co nhau du đẩy nhau túm tóc lẳng ngã nhào yếu tố biểu cảm đó là miệng vẫn nham nhảm rồi kêu khóc om sòm tác dụng của những yếu tố miêu tả biểu cảm trong đoạn văn đó là bộc lộ rõ bộ mặt độc ác của giai cấp thống trị qua hành động lời nói của tên cai lệ và người nhà lý trưởng bộc lộ rõ vẻ đẹp phẩm chất của chị dậu tình yêu thương chồng con có sức mạnh tiềm tàng tiếp theo là bài tập số 2 sách giáo khoa trang 74 hãy viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân như là ông bà bố mẹ hoặc anh chị sau một thời gian xa cách chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể cô gợi ý một số ý chính sau từ xa ta nhìn thấy người thân như thế nào đến gần chúng ta kể và tả tả một cách chi tiết hơn kể hành động với người thân đó như hỏi han ôm cầm tay rồi cảm thấy vui mừng xúc động qua cử chỉ nét mặt như thế nào đây là phần nội dung chính chúng ta cần ghi vào tập. Phần luyện tập ở bài 1, các em chỉ cần ghi những yếu tố miêu tả, biểu cảm vào tập, không cần phải chép cả đoạn.